Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì đã khiến cho không ít các bậc phụ huynh và các em học sinh lo lắng bởi vì kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay sẽ diễn ra như thế nào. Và bên cạnh đó thì các thông tin tìm hiểu về các ngành nghề đang được đào tạo tại các trường, các phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian quan trọng mà các em cần lưu ý. Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn ngày hôm nay cùng với sự tham gia của các thầy, các cô đến từ các lĩnh vực quản lý giáo dục đại diện cho các trường đại học và cao đẳng. Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ diễn ra hai phần. Và trong phần đầu tiên, chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chương trình tư vấn. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Lý Quốc Huy, Phó Ban tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH. Xin được giới thiệu Thạc sĩ Trần Phán Lịnh, Phó Ban tuyển sinh Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn các thầy đã cùng tham gia trong phần 1 của chương trình tư vấn ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên cho chương trình tư vấn ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và cùng lắng nghe những thông tin được chia sẻ từ Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa. Thưa Tiến sĩ, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do vậy mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định lùi năm học này lại trễ hơn so với năm 2019 và những năm trước đó. Vậy thì việc lùi lịch của năm học này có ảnh hưởng như thế nào đến các bạn học sinh cho quá trình chuẩn bị, quá trình ôn tập và kỳ thi này diễn ra như thế nào ạ? Kính chào quý vị khán giả, quý vị phụ huynh, các em học sinh thân mến. Trước tình hình diễn biến rất là phức tạp của dịch COVID-19, thì cách đây vài ngày, Bộ Giáo dục Đào tạo đã lần thứ hai phải điều chỉnh khung thời gian năm học. Trong đó có hai mốc thời gian rất quan trọng, ảnh hưởng đến học sinh lớp 12 đang chuẩn bị thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thứ nhất là lịch kết thúc năm học sẽ được dự kiến dời đến trước ngày 15 tháng 7 năm 2020. Và thứ hai là lịch thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sẽ dự kiến diễn ra từ ngày 8 cho tới ngày 11 tháng 8 năm 2020. Như vậy, với cái điều chỉnh khung thời gian năm học lần thứ hai này thì nhìn chung lịch của năm học đã dời khoảng 1 tháng rưỡi so với kế hoạch từ năm học trước đây. Tất nhiên việc dời cái khung thời gian năm học như vậy tác động rất lớn, không chỉ đến cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà còn đến tất cả các phương thức xét tuyển của các trường khác. Đối với kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì trước hết là còn một loạt các công việc mà học sinh lớp 12 cần phải chuẩn bị trước khi các em kết thúc năm học. Ví dụ như các em phải đăng ký thi Trung học Phổ thông Quốc gia, các em phải đồng thời đăng ký làm phiếu xét tuyển vào các trường đại học nếu như các em muốn xét tuyển vào các trường đại học bằng phương thức điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Rồi sau đó Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố điểm thi, công bố các lịch điều chỉnh các nguyện vọng của các em. Và như vậy thì tất cả các lịch này hiện nay chưa được dự kiến sau khi đã điều chỉnh khung thời gian năm học. Do vậy trong thời gian sắp tới thì học sinh cần tiếp tục theo dõi các thông báo của Bộ Giáo dục Đào tạo và của các địa phương để biết được các lịch chi tiết cụ thể của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Tất nhiên, những cái phương thức xét tuyển khác của các trường đại học hiện nay cũng phải tiếp tục điều chỉnh sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo điều chỉnh cái khung thời gian học. Ví dụ như hiện nay nhiều trường đại học cũng đã công bố lại cái lịch xét tuyển theo phương thức điểm thi điểm học bạ Trung học Phổ thông. Và đối với các kỳ thi đánh giá năng lực mà các trường tổ chức thì hiện nay tất cả các kỳ thi đánh giá năng lực, kể cả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt 1 này cũng phải điều chỉnh lùi lại tương ứng. Tuy nhiên thì các em cũng cần chú ý là đến thời điểm này, mặc dù Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã đề cập đến việc cần phải điều chỉnh giảm tải nội dung chương trình học. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho kỳ thi tới thì hiện nay chưa có một cái dự kiến nào về giảm tải, về điều chỉnh khung chương trình giáo dục, cũng như là thay đổi các quy định quy chế của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và các phương thức xét tuyển. Do vậy thì đến thời điểm này thì tất cả các học sinh cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi và chuẩn bị cho các phương thức xét tuyển theo như những kế hoạch mà Bộ Giáo dục Đào tạo và các trường đã công bố trước đây. Xin được cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa. Và kính thưa quý vị, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa vừa chia sẻ và thông tin đến quý vị và các bạn về việc lịch lùi năm học này thì sẽ tác động đến việc ôn tập và kỳ thi này như thế nào. Và giờ đây thì chúng ta cùng tìm hiểu xem tại các trường đại học
thì việc lùi lịch học so với năm 2019 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công tác tuyển sinh của các trường? Đầu tiên thì xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, ở tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì công tác tuyển sinh năm nay đang thực hiện ra sao ạ? Vâng, xin kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Trà Vinh. Như MC và thầy Nghĩa vừa nói thì cái tình hình dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyển sinh của các trường đại học, mà ảnh hưởng chính tức là về cái tiến độ. Thì năm nay có nhiều tiến độ rất là khác. Thì năm nay trường chúng tôi xét tuyển bằng 3 cái phương thức, trong đó phương thức chính vẫn là sử dụng kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thì chính vì vậy thì cái mốc thời gian của phương thức này chắc chắn sẽ phụ thuộc vào tiến độ chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và hiện nay thì như thầy Nghĩa về nói thì chúng tôi chưa có cái mốc cụ thể. Cái phương thức thứ hai là phương thức mà chúng tôi sử dụng là sử dụng cái kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, và đây là năm đầu tiên chúng tôi sử dụng phương thức này. Thì phương thức này cũng sẽ tùy thuộc vào tiến độ chung của việc tổ chức kỳ thi do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, và dự kiến thì khoảng tháng 5 Đại học Quốc gia tổ chức thì khoảng tháng 6 đến tháng 7 thì chúng tôi sử dụng phương thức này để xét tuyển. Và phương thức thứ ba là phương thức chúng tôi sử dụng kết quả học tập năm lớp 12. Và sắp tới thì có thể chúng tôi sẽ điều chỉnh, có thể là sử dụng năm học kỳ gì đấy. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì nhà trường vẫn chưa chốt cái thời điểm để chúng tôi sử dụng cái phương thức thứ ba này. Chính vì vậy mà các em học sinh cần theo dõi các cái thông tin trên các cái website của nhà trường hoặc là một số kênh thông tin truyền thông để biết thời điểm chính xác để chúng ta tiến hành xét tuyển cho từng cái phương thức tương ứng của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng lưu ý là năm nay thì nhà trường đổi cái mã tuyển sinh là IUH. Mấy năm trước thì từ năm 2019 về trước thì mã tuyển sinh là HUI, thì bây giờ cái mã đó sẽ là IUH để trùng với chữ viết tắt của nhà trường. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân đã vừa chia sẻ những thông tin đến quý khán giả. Còn ở tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH thì công tác tuyển sinh năm nay nhà trường đang chuẩn bị và thực hiện như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua phần chia sẻ của thạc sĩ Lý Quốc Huy. Lần đầu tiên thì đại diện cho Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến quý vị phụ huynh, các em học sinh và quý vị khán giả đang xem cái chương trình truyền hình trực tiếp tại tỉnh Trà Vinh. Thì năm 2020 thì trường cũng tạo ra rất là nhiều cái cơ hội cho các bạn học sinh với mong muốn là sẽ giúp cho các bạn có nhiều cái cơ hội để các bạn có thể vào được đại học cũng như tạo những cái thuận lợi. Thì thay mặt cho trường thì cũng chia sẻ một số cái điểm mới của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh so với lại năm 2019. Thì năm 2020 thì trường sẽ có 4 cái phương thức xét tuyển. Thì phương thức đầu tiên là theo cái điểm thi Trung học phổ thông quốc gia. Phương thức thứ hai mà năm 2019 thì trường cũng đã sử dụng rồi, đó là cái điểm của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu mà các bạn ở tỉnh ta mà có tham gia kỳ thi này thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái điểm đó để chúng ta đăng ký xét tuyển vào trường. Phương thức thứ ba là trường có tổ chức một cái kỳ thi đánh giá năng lực riêng mà do HUTECH tự tổ chức. Thì về cái phương thức cách ra đề thì nó cũng sẽ tương tự, cũng cái đề thì nó cũng sẽ xoay quanh những cái vấn đề về xã hội, về ngôn ngữ, rồi về tư duy logic. Và phương thức thứ tư thì trường có xét theo điểm học bạ trung học phổ thông. Thì về cái điểm học bạ đó thì có một điều lưu ý bạn là năm 2020 thì trường có một cái đổi mới nữa, là năm trước thì trường có xét điểm của tổ theo tổ hợp môn của điểm trung bình năm lớp 12, thì năm nay thì trường có thêm, có nghĩa là vẫn áp dụng nhưng mà năm nay có thêm nữa là trường có thêm một cái phương thức trong cái phương thức học bạ, đó là xét điểm trung bình 3 học kỳ, đó là bao gồm học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 của năm lớp 12. Thì các bạn có thể tham khảo chi tiết về cái chương trình này trên cái website của Trường HUTECH cũng như là cái đề án tuyển sinh tại trường để chúng ta có thể nắm rõ hơn. Và năm 2020 thì trường có thêm các cái ngành đào tạo mới, và tổng năm 2020 thì trường có tới 47 ngành đào tạo để có thể là đáp ứng cái nhu cầu của các bạn học sinh theo học tại trường. Song song đó thì trường cũng đầu tư thêm về cơ sở vật chất tại khu công nghệ cao. Thì hiện tại này cũng chia sẻ thêm để quý phụ huynh cũng như các em có thể nắm rõ hơn là tại khu nghệ cao thì trường có hai cái trụ sở chính đặt trong khu nghệ cao. Thì với cái quy mô và diện tích thì hiện tại là đang rất lớn để phục vụ cho cái nhu cầu của người học về cơ sở vật chất cũng như là phòng thực hành, phòng thí nghiệm. Thì
quý phụ huynh cũng như các em cũng có thể lên trực tiếp website, hoặc là các em có điều kiện thì chúng ta cũng có thể tới trực tiếp trường để chúng ta tham quan trực quan, thì chúng ta sẽ nắm rõ hơn về các cơ sở vật chất tại trường. Đó là những thông tin mà thầy chia sẻ. Vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ Lý Quốc Huy. Và tiếp theo đây thì xin được kính mời tất cả quý vị khán giả, các bậc phụ huynh và các em học sinh cùng gặp gỡ với đại diện của trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh. Thưa thạc sĩ Trần Phán Lịnh, tại trường Đại học Hùng Vương năm nay thì đối với hệ chính quy của trường chúng ta thì có các cái chỉ tiêu hoặc là các ngành nào nổi bật mà thạc sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả và các bạn học sinh ạ? Dạ, xin cảm ơn MC. Xin kính chào quý khán giả, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh thì đào tạo đa ngành. Thì trong năm 2020 này thì chỉ tiêu của nhà trường là 1.500 chỉ tiêu, thì dành cho các ngành như là công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, quản lý bệnh viện, ngành luật, ngành marketing, và về ngành ngôn ngữ thì có ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Trung Quốc, và ngành dịch vụ thì có như là quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Và về phương thức xét tuyển của nhà trường năm nay thì có 4 hình thức. Hình thức thứ nhất là các em có thể tham gia đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thì phương thức này các em cứ đăng ký và ôn thi và theo cái lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương thức thứ hai là xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Thứ ba là đăng ký xét tuyển dựa vào điểm trung bình tích lũy toàn khóa học trung cấp. Và phương thức thứ tư là thầy cũng chia sẻ cùng với các em học sinh lớp 12, đó là hiện tại các em cũng đã có cái điểm trung bình của cái học kỳ 1 năm lớp 12 rồi, thì cho nên là nhà trường mạnh dạn cải tiến và nhận hồ sơ xét tuyển ngay từ bây giờ. Và hình thức đăng ký xét tuyển với phương thức này, các em chỉ cần chụp hình lại cái kết quả học kỳ 1 của năm lớp 12 và các em truy cập vào cái trang web của nhà trường hoặc là like cái fanpage của nhà trường để chúng ta nộp hồ sơ xét tuyển, và chúng ta rất là thuận lợi, các em chỉ cần ngồi tại nhà và thực hiện những thao tác rất là đơn giản. Khi có thông tin xét tuyển của các em thì nhà trường sẽ phản hồi và sẽ cung cấp đầy đủ và chi tiết hơn cho các em về cái ngành nghề mà các em đã đăng ký lựa chọn. Thì ngoài ra các em có thể đăng ký xét tuyển dựa vào cái điểm trung bình của năm lớp 12. Và điều cái đáng mừng ở trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh là cái chỉ tiêu dành cho cái phương thức xét tuyển theo học bạ là chiếm tới là 60%. Cho nên rất là rộng cửa cho các em vào đại học. Và với những cái cải tiến như vậy thì nhà trường cũng rất mong chờ và vui mừng có nhiều em học sinh đăng ký xét tuyển vào nhà trường. Và đặc biệt là cũng mong chờ rất là nhiều em học sinh của tỉnh Trà Vinh chúng ta đăng ký xét tuyển vào trường để chúng ta chính thức trở thành một cái sinh viên mang tên dưới mái trường Quốc Tổ Vua Hùng. Đó là điều rất là tự hào cho chúng ta. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn thạc sĩ Trần Phán Lịnh. Và tiếp theo đây thì chúng ta cùng gặp gỡ lại với tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa. Thưa tiến sĩ, trong quá trình thực tế làm công tác hướng nghiệp và tuyển sinh thì chúng ta gặp những cái thắc mắc, và trong đó thì có một cái thắc mắc khá là thường xuyên, đó là kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thì tổ chức 2 đợt. Thì các bạn học sinh của chúng ta có thể là dự thi cả 2 đợt và lấy kết quả cao nhất để mà đăng ký xét tuyển được hay không? Và thủ tục để đăng ký xét tuyển là như thế nào ạ? Các em thân mến, thì hiện nay đối với các trường đại học thì có 3 phương thức xét tuyển chính. Một là xét tuyển từ kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, thì đây là phương thức phổ biến nhất. Ví dụ như hiện nay chúng tôi ghi nhận là trong năm 2019 vừa rồi, trong số hơn 7.000 học sinh dự thi Trung học phổ thông quốc gia của tỉnh Trà Vinh thì có khoảng 6.000 em khi làm hồ sơ đăng ký thì có dùng cái phiếu đăng ký xét tuyển, dùng điểm thi Trung học phổ thông quốc gia để xét tuyển. Do vậy cái phương thức mà xét tuyển bằng điểm thi Trung học phổ thông quốc gia phải nói là phương thức phổ biến nhất. Phương thức thứ hai cũng rất phổ biến, đó là dùng học bạ trung học phổ thông. Và chúng ta biết là tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hiện nay cũng khá cao. Tỉnh Trà Vinh ở năm 2019 vừa rồi, tỷ lệ tốt nghiệp lên đến hơn 96%. Như vậy đây cũng là cái nguồn tuyển rất lớn cho các trường đại học. Và từ năm 2019 thì phương thức xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực của các trường nói chung, trong đó đặc biệt là kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành cái phương thức thứ ba rất quan trọng. Ở năm 2020 này thì đến thời điểm này chúng tôi ghi nhận có khoảng hơn 20 trường đại học trong đề án tuyển sinh của mình có công bố cái phương thức tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực của trường. Thì trong đó kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là kỳ thi quan trọng nhất. Bởi vì đến thời điểm này, mặc dù là còn nằm trong cái thời hạn đăng ký dự thi cho đến ngày 24 tháng 4, nhưng đã có hơn 44.000 học sinh đăng ký dự thi. Thì trong đó riêng tỉnh Trà Vinh có khoảng gần 300 học sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
dự kiến tổ chức vào ngày 31 tháng 5. Và trong đó thì có hơn phân nửa học sinh Trà Vinh của trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành. Như vậy đây là kỳ thi khá là quan trọng cho học sinh vì nó tăng thêm một cái cơ hội xét tuyển cho các em vào các trường đại học. Và hiện nay thì đến thời điểm này cũng đã có gần 60 trường đại học đăng ký dùng chung kết quả xét tuyển từ kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Mà chúng ta thấy là trên bàn tư vấn này thì các trường đại học công nghiệp, trường đại học công nghiệp thành phố công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và trường đại học Hùng Vương đều có dùng cái kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào trường của mình. Thật ra thì kỳ thi sẽ được tổ chức hai lần và thí sinh hoàn toàn có thể tham gia cả hai kỳ thi và có thể sử dụng kết quả nào cao nhất để đăng ký xét tuyển. Và hiện nay thì chỉ trong giai đoạn là đăng ký dự thi. Và thường thì sau khi có kết quả thi của đợt 1 và với cái tình hình này thì có thể ngày thi của đợt 2 sẽ được dời đến giữa tháng 8 hoặc cuối tháng 8. Thì sau khi biết kết quả điểm thi của kỳ thi đánh giá năng lực thì đối với các trường thành viên đạt quốc gia, các em có thể đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin điện tử của các trường thành viên hoặc của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh các ngành mà các em muốn đăng ký xét tuyển. Còn đối với các trường ngoài đạt quốc gia thì các em có thể dùng cái phiếu, cái giấy chứng nhận kết quả thi mà chúng ta hay gọi là giấy bao điểm để các em có thể đăng ký trực tiếp để xét tuyển vào các trường đại học có dùng chung cái kết quả xét tuyển về đánh giá năng lực với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như trường Đại học Công nghiệp, trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là trường Đại học Hùng Vương trên bàn tư vấn này. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa với những chia sẻ vừa rồi. Chúng tôi nhận được câu hỏi của bà Nguyễn Hoàng Phi ở Trà Cú gửi câu hỏi về cho chương trình. Bạn Hoàng Phi của chúng ta hỏi rằng là em thấy ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH thì rất hợp với lại xu thế hiện nay. Tuy nhiên em muốn tìm hiểu kỹ hơn là đối với ngành này thì sẽ học những gì và ra trường thì em có thể sang Nhật để làm việc được hay không? Với câu hỏi của Hoàng Phi gửi về để tìm hiểu về ngành điều khiển tự động hóa tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH thì mời Hoàng Phi cùng quý vị khán giả lắng nghe phần chia sẻ của thạc sĩ Lý Quốc Huy. Xin cảm ơn MC. Thì cảm ơn câu hỏi của bạn Hoàng Phi đã đặt cho trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH. Thì thầy xin đại diện chia sẻ với lại em cũng như là quý khán giả đang xem. Thì đối với lại cái nhóm ngành kỹ thuật tại trường HUTECH thì hiện tại đang có khoảng 6 cái ngành đào tạo và trong đó thì có cái ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa mà bạn Hoàng Phi quan tâm. Thì các bạn sẽ thấy là cái xu thế xã hội bây giờ thì các cái doanh nghiệp mà chuyên về cái lĩnh vực về sản xuất thì họ đang cần những cái dây chuyền. Mà các bạn sẽ thấy là dây chuyền thì hiện tại bây giờ là họ đang dần chuyển sang là tự động hóa, có nghĩa là không sử dụng cái bàn tay con người vào nữa, nghĩa là chúng ta chỉ cần khởi động lên, vận hành và chỉ cần một người, hai người để có thể giám sát, bảo trì là có thể đưa vào vận hành được rồi. Và cái năng suất cho những cái hệ thống dây chuyền thì hiện tại là nó đang cao hơn so với là cái năng suất mà nếu như chúng ta sử dụng một cái người làm việc. Thì doanh nghiệp, công ty nào thì mà họ trong cái lĩnh vực sản xuất thì họ cũng đang cần rất là nhiều những cái hệ thống dây chuyền này. Và cái nhu cầu xã hội thì đang rất là cần, kể cả là trong nước cũng như là các doanh nghiệp tại nước ngoài thì họ cũng cần những cái hệ thống dây chuyền. Song song đó thì họ cũng cải tiến làm sao cho cái năng suất nó cao hơn. Do đó thì cái nhu cầu xã hội về cái việc làm là các bạn sẽ thấy là không thiếu. Và ngay tại trường HUTECH thôi thì hàng năm là khi các bạn tốt nghiệp thì doanh nghiệp đã tuyển, nhưng mà trường HUTECH sinh viên cũng không có đáp ứng đủ cái số lượng để cho các cái doanh nghiệp. Thì do là cái mô hình tại HUTECH thì là trường đào tạo là liên kết với doanh nghiệp, có nghĩa là khi các bạn vào học bất kể một cái ngành nghề nào chứ không phải là chỉ riêng về cái ngành điều khiển và tự động hóa, thì ngay cái học kỳ đầu tiên là sinh viên đã được gửi tới các doanh nghiệp để các bạn trải nghiệm, các bạn nắm bắt về những cái quy trình, về những cái công nghệ, để từ đó các bạn đánh giá được là cái ngành nghề mình hướng tới thì nó có phù hợp hay không. Và từ đó thì các bạn tạo thành những cái động lực để các bạn có thể cố gắng, các bạn nỗ lực và các bạn học thật tốt. Và khi các bạn ra trường thì các bạn sẽ không có bỡ ngỡ với lại các cái doanh nghiệp, các công ty hoặc là các cái trang thiết bị, máy móc hiện đại tại các doanh nghiệp mà khi mà chúng ta vào chúng ta làm. Một cái tiếp theo nữa thì đối với cái ngành điều khiển và tự động hóa thì các bạn sẽ được học những cái kiến thức gì? Thì thầy cũng chia sẻ thêm đối với cái ngành về này thì các bạn sẽ được học về các cái quy trình về thiết kế ra những cái hệ thống dây chuyền. Cái thứ hai nữa các bạn học sẽ học chuyên sâu về cái mảng về cơ khí. Cái thứ ba nữa là các bạn sẽ học về các cái kiến thức về bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp ráp, vận hành
các cái trang thiết bị này. Đó là những cái kiến thức cơ bản mà khi các bạn theo học thì các bạn sẽ được học chuyên sâu. Và về cái song song đó thì tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, những ngoài cái kiến thức chuyên môn đó thì các bạn sẽ được đào tạo thêm những cái kỹ năng để làm sao cho các bạn có thể phát huy được khả năng về làm việc nhóm, khả năng về chủ động trong công việc, khả năng về tư duy logic, để khi bạn ra một doanh nghiệp là các bạn có thể là chủ động và được doanh nghiệp họ đánh giá cao và các bạn sẽ dễ dàng trong cái công tác xin việc. Đó là những cái kiến thức mà song song mà trường đào tạo thêm cho các bạn. Về cái cơ hội việc làm thì khi bạn học xong thì bạn có thể làm ở đâu? Thì các bạn sẽ thấy là cái nhu cầu về cái thị trường lao động thì hiện tại là không thiếu. Thì đầu tiên là các bạn có thể làm cho các cái công ty chuyên về cái lĩnh vực về thiết kế ra những cái hệ thống dây chuyền. Thứ hai là các bạn có thể làm cho các công ty chuyên về lĩnh vực về cơ khí. Cái thứ ba nữa là các bạn có thể tham gia vào các cái công ty chuyên về lĩnh vực về sản xuất để các bạn tham gia vào công tác về vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. Thì về cái cơ hội nghề nghiệp cho các bạn thì nó cũng rất là đa dạng. Em có hỏi thêm một cái ý nữa là em ra trường thì em có sang Nhật làm được hay không? Thì tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thì từ năm 2015 thì trường đã có liên kết với lại Bộ Công nghiệp của Nhật Bản và hiện tại bây giờ đã liên kết là trên 200 cái doanh nghiệp của Nhật. Thì trường có cái chương trình là thứ nhất là chương trình về đại học chính quy và song song đó thì trường có một chương trình đó là chuẩn Nhật Bản, nghĩa là đào tạo liên kết ký kết theo các cái doanh nghiệp của Nhật. Và khi các bạn nào lựa chọn cái chương trình chuẩn Nhật Bản này thì khi bạn ra trường là trường cam kết là sẽ gửi cho bạn vào trong các cái doanh nghiệp Nhật, thứ nhất là trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh lân cận, hoặc là song song đó ví dụ có những bạn có nhu cầu là các bạn muốn sang Nhật thì trường cũng giới thiệu cho bạn, hoặc là các bạn học những cái chương trình bình thường nhưng mà các bạn có nhu cầu sang Nhật thì ở trường cũng hỗ trợ cho bạn về các cái công tác để các bạn có thể là xin việc ở các doanh nghiệp Nhật này, hoặc là các bạn muốn sang Nhật các bạn làm để hợp tác lao động vẫn được. Đó là những cái thông tin mà thầy chia sẻ. Thì hy vọng là những thông tin này có thể là giúp ích cho bạn Hoàng Phi. Cảm ơn câu hỏi của em. Xin được cảm ơn Thạc sĩ Lý Quốc Huy với những thông tin vừa được chia sẻ vừa rồi. Kính thưa tất cả quý vị, các bạn thí sinh của chúng ta khi mà trúng tuyển bằng nhiều phương thức khác nhau thì sẽ có sự khác nhau nào trong chương trình học, học phí hay là các chính sách ưu đãi ở các nhà trường hay không? Không biết là tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì vấn đề này như thế nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân ạ? Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập trọng điểm của Bộ Công Thương, và chính vì vậy thì các cái chính sách học mà hỗ trợ học phí cũng như học bổng cũng như là các cái chính sách khuyến học nhà trường được rất là quan tâm thực hiện. Riêng về cái học phí thì là trường tự chủ nên cái mức học phí thì nó cao hơn một xí so với các trường chưa tự chủ, tức là đối với hệ Đại Trà thì học phí của năm 2020 trung bình khoảng 20 triệu, tức là khối kinh tế thì nó sẽ ít hơn một tí, khối công nghệ nó nhiều hơn một tí. Và mức tăng học phí thì tối đa chỉ là 5% trong một năm. Với cái hệ chất lượng cao thì khoảng 30 triệu và trong hệ chất lượng cao thì không tăng. Thì nhà trường thì chỉ có thu học phí, còn ngoài ra thì không thu bất cứ các khoản nào khác. Đi kèm với học phí thì nhà trường có một cái chính sách học bổng mà phải nói là rất là hậu hĩnh. Hàng năm nhà trường như dự kiến mức học bổng, cái số kinh phí chi học bổng trong năm 2020 sắp tới là chúng tôi sẽ dành khoảng 35 tỷ đồng. Thì học bổng ở đây là chia làm có nhiều loại. Thứ nhất là học bổng, người ta gọi là học bổng khuyến khích học tập, đó là dựa trên cái kết quả học tập của sinh viên. Thì chúng ta có chia làm mức là 100% học phí, 75% học phí, 50% học phí và 30% học phí. Và 30% sinh viên toàn trường được cấp cái học bổng này. Như vậy nếu các em học ở cái top 5% thì hầu như chúng ta không phải tốn tiền để học. Toàn bộ phí sẽ được trả lại. Thì đó là học bổng thứ nhất. Học bổng thứ hai là nhà trường có cái quỹ học bổng khoảng 2 tỷ đồng hỗ để dành cho sinh viên nghèo hiếu học, đó là những em mà có điều kiện khó khăn vân vân. Thì nhà trường hàng năm có các em làm đơn gửi thì cũng có xét học bổng này. Có học bổng thứ ba là học bổng mà dành cho các doanh nghiệp tài trợ. Hiện nay là rất nhiều doanh nghiệp lớn, ví dụ Toyota, Mitsubishi, rồi ngân hàng này có Sacombank vân vân, thì hàng năm vẫn dành một số suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hay là có học lực tốt trong nhà trường. Và ngoài ra thì chúng tôi có những học bổng mà dành cho hỗ trợ nghiên cứu, tức là chúng ta có 10 tỷ đồng hỗ trợ cho các cái dự án startup của nhà trường dành cho sinh viên của nhà trường. Thì đó là những nguồn học bổng. Thì phải nói là nếu chúng ta học ở trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta học tốt thì chúng ta không những không tốn học phí mà được thêm tiền để chúng ta chi vặt trong quá trình học. Đấy, đó là cái mức hỗ trợ của nhà trường. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ. Thưa tiến sĩ, chương trình của chúng ta ngoài được phát trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Trà Vinh thì còn được phát trực tiếp trên livestream fanpage của Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Và trên cái livestream này thì bạn Diệu Thu xem chương trình và có hỏi rằng là thầy cho em hỏi rằng là ngành công nghệ mai
sau khi ra trường thì làm quản lý hay là làm nhân viên. Rõ ràng rằng là các bạn học sinh của chúng ta thì có cái nhìn về ngành nghề thì nó khá là ở cái mức độ tuổi của các bạn, đúng không ạ? Vậy thì đối với câu hỏi này của Diệu Thu thì tiến sĩ có thể chia sẻ cho bạn rõ hơn. Và bên cạnh đó thì bạn hỏi thêm rằng là cái công nghệ may hiện nay thì nó có phát triển hay không và cơ hội việc làm như thế nào ạ? Vâng, cảm ơn bạn Diệu Thu. Phải nói là ngành công nghệ may là trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là trường mà có đào tạo lâu đời và cũng là cái trường mà có cái chất lượng đào tạo cái lĩnh vực này, và trong các năm gần đây thì ngành này là ngành có điểm chuẩn cao nhất của khối công nghệ may của tất cả các trường đại học ở khu vực phía Nam. Thị trường ngành công nghệ may chúng tôi đào tạo là ra thành là kỹ sư, và kỹ sư của trường Đại học Công nghiệp thì chúng tôi gọi là lý thuyết đi đâu với thực hành. Tất nhiên là các em có học rất nhiều về lý thuyết, từ thiết kế, tạo mẫu, rồi chất liệu vải vân vân, tất tần tận. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ xuống các cái phòng, các xưởng may. Thì hiển nhiên đối với vai trò một kỹ sư ra thì thông thường ở các cái vị trí ban đầu các em sẽ làm là thường các cái vị trí giám sát sản xuất, hoặc là truyền trưởng, hay là quản lý sản xuất. Tất nhiên cái được nữa của sinh viên đại học nghiệp là nếu như trong quá trình đó mà có những công nhân người ta không am hiểu kỹ thuật, hoặc là kỹ thuật người ta không hiểu, thì các kỹ sư của chúng tôi có thể hoàn toàn chỉ được cho họ bằng cái kỹ năng học được trong nhà trường. Thì đó là cái được, mà chính vì vậy và cái nhu cầu mà của kỹ sư ngành may của nhà trường hiện nay là rất nhiều doanh nghiệp lớn tuyển nhưng không có. Dạ. Và chúng tôi cũng đào tạo giới hạn là một năm có chỉ tiêu cho ngành may được khoảng 200 thôi, và hầu như không đủ. Thì phải nói là chúng tôi hiện nay cái khoa công nghệ may đó phụ trách cái ngành này thì chúng tôi sở hữu rất nhiều các nhà thiết kế nổi tiếng, ví dụ như là Cẩm Tú là được cái giải quán quân của cái cuộc thi USI Cotton Fashion năm 2017, rồi một số thiết kế nhà thiết kế Ngọc Duy vân vân, thiết kế cho những cái người mẫu như ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng vân vân, là rất là nhiều cái người như vậy. Và chúng tôi cũng có một cái phòng thí nghiệm 3D, và đây có lẽ là cái phòng thí nghiệm duy nhất ở Việt Nam về xử lý may, đó là phòng thí nghiệm này một cái người bình thường đứng vào trong cái không gian đó thì nó sẽ tự thiết kế tạo ra một cái rập, tức là cái mẫu để tạo ra cái sản phẩm đấy quý em ạ. Thì rất là nhanh, chỉ cần 3 giây là chúng ta sẽ có được cái mẫu. Hiện nay cái phòng thí nghiệm này được rất nhiều doanh nghiệp may người ta thuê để người ta làm các cái mẫu mới. Đấy, thì đó là nói về ngành công nghiệp may. Và như tôi nói là cái ngành này hiện nay nhu cầu lao động rất cao. Thầy khẳng định học ngành này ở trường học công nghiệp thì không lo phải thất nghiệp. Doanh nghiệp may mặc và nhu cầu làm đẹp của con người là luôn luôn thay đổi và luôn luôn phát triển, không bao giờ hết cả. Xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân. Và với những chia sẻ vừa rồi thì hy vọng rằng là bạn Diệu Thu của chúng ta sẽ có được cho mình những cân nhắc cũng như là những quyết định khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn về ngành này. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi xin được chuyển câu hỏi của bạn Thạch Nhân ở trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Trà Vinh gửi về cho trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn hỏi rằng là: chào thầy, cho em được hỏi rằng là ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Hùng Vương xét tuyển những tổ hợp môn nào, chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp của ngành này, em sẽ làm gì sau khi học? Và với câu hỏi của bạn Thạch Nhân thì xin mời bạn cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ Trần Phán Lịnh. Xin kính chào quý khán giả, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn đã gửi đến cho trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những ngành có truyền thống đào tạo rất là lâu đời, từ năm 1995 đến nay. Thì trải qua quá trình đào tạo thì hàng năm nhà trường ngành quản trị kinh doanh đều chú trọng cập nhật, cải tiến chương trình để nhằm khi các em học tập xong thì có thể là đáp ứng được, bắt tay được ngay vào cái quá trình làm việc. Thì trong năm 2020 này thì ngành quản trị kinh doanh vẫn có là cái phương thức xét tuyển dựa vào học bạ, và hình thức xét tuyển học bạ thì như nãy thầy cũng đã chia sẻ, các em có thể tìm hiểu thêm thông tin. Và đối với ngành quản trị kinh doanh thì sau khi các em học xong cái năm nhất, năm hai thì tới những năm chuyên ngành thì các em có thể lựa chọn cho cái chuyên ngành mình thích, chẳng hạn như là về chuyên ngành là quản trị, ngành chuyên ngành quản trị, chuyên ngành marketing, thì chuyên ngành là kinh doanh quốc tế. Thì về tổ hợp xét tuyển của ngành quản trị kinh doanh thì tổ hợp xét tuyển theo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì gồm có tổ hợp xét tuyển của khối A00, khối C04, C00 và có trong đó là có cái khối là D01, cho nên là cũng trải dài trong các khối, cho nên cũng rất là thuận lợi cho các em. Và điều vui mừng nữa là ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh thì với phương châm đào tạo gắn liền với doanh nghiệp
Cho nên các em khi xét tuyển nhập học ngành quản trị kinh doanh, ngay cả từ năm thứ nhất các em được tiếp xúc với cái môi trường doanh nghiệp. Đó, thì cho nên sau này khi tốt nghiệp ra trường là các em để trở thành những nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing, làm ở bộ phận xuất nhập khẩu, ở phòng hành chính quản trị của các cơ quan, đơn vị xí nghiệp. Cho nên là cái cơ hội nghề nghiệp của các em rất là rộng mở. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ Trần Phán Lĩnh với những chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo đây thì kính thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với câu hỏi của một bạn học sinh gửi về cho chương trình. Bạn tìm hiểu về, cho em hỏi là ngành quản trị nhà hàng, khách sạn thì cơ hội việc làm có cao hay không? Và những kỹ năng cần thiết cho ngành học này, học phí thì khoảng bao nhiêu? Đây là câu hỏi của bạn Mai Anh đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành, tỉnh Trà Vinh. Và với câu hỏi của Mai Anh gửi về cho chương trình, đối với ngành quản trị nhà hàng khách sạn, thì đối với ngành này thì mời bạn cùng lắng nghe những chia sẻ và tư vấn từ trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH. Xin được mời Thạc sĩ Lý Quang Huy. Thầy xin cảm ơn câu hỏi của bạn Mai Anh. Bạn quan tâm về cái nhóm ngành về dịch vụ. Thì các bạn, trong nhóm ngành dịch vụ thì nó sẽ có 3 cái ngành chính. Thứ nhất là về quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Cái thứ hai là quản trị khách sạn. Cái thứ ba là về quản trị du lịch và lữ hành. Thì hiện tại các bạn thấy là cái nhu cầu của người Việt Nam thì trong cái nhóm ngành về du lịch, dịch vụ này thì đang rất là cao. Nhưng mà đang cái giai đoạn dịch thì nhiều phụ huynh cũng hay chia sẻ là thầy ơi, không biết bây giờ học cái ngành này thì có được hay không. Nhưng thầy chia sẻ các bạn là không phải là chúng ta học có 2-3 tháng chúng ta ra chúng ta đi làm đâu. Mà các bạn học một cái chương trình, ví dụ bạn học trung cấp thì cũng đã phải 1 năm, 1 năm rưỡi. Cao đẳng thì khoảng 2 năm, 2 năm rưỡi trở lên. Và nếu các bạn học ở cái chương trình đại học mà ở tại Đại học HUTECH thì các bạn phải từ 3 năm tới 4 năm. Có nghĩa là đồng nghĩa là chắc chắn là 3 tới 4 năm nữa thì cái bệnh dịch nó cũng sẽ qua rồi. Nên là các bạn cũng yên tâm về cái cơ hội việc làm. Thì cái nhu cầu thì nó đang rất là cao. Và thầy cũng chia sẻ thêm nữa là các bạn hình dung là cái dịch bệnh nó đã kéo dài đã từ khoảng 5 tháng rồi. Từ tháng 12, đúng không? Bắt đầu là tháng 12. Và nó nặng hơn thì từ khoảng tháng 2, tháng 3. Và giai đoạn này thì các bạn đang thấy nó cũng là cao điểm. Thì cái nhu cầu mà người ta đi du lịch đó, thì bữa giờ cũng đang rất là hạn chế. Nên là trong những năm tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là gần như là cái nhu cầu họ sẽ đi bù, hoặc là những cái công ty họ có những cái chính sách dành cho cán bộ công nhân viên để đi du lịch trong những năm tiếp theo, là các bạn thấy nhu cầu cực kỳ cao. Và do đó thì cái nguồn nhân lực mà cần cho cái nhóm ngành này là cũng rất là nhiều. Thì hàng năm tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh á, có tổ chức 4 cái ngày hội việc làm. Và mỗi một cái ngày hội như vậy thì có khoảng 5.000 đầu việc. Và riêng với cái nhóm ngành dịch vụ này đó thì nó có khoảng 3.000 cái đầu việc để đáp ứng. Và trường thì các khách sạn 4 sao, 5 sao tại Thành phố Hồ Chí Minh thì là trường đều ký kết để cho sinh viên có thể thực tập. Song song đó thì các bạn mà vừa với vào năm đầu tiên cho cái nhóm ngành về khách sạn và cái nhóm ngành về nhà hàng thì các bạn đã được đi thực tập tại, ví dụ bạn gần nhất đây là Phú Quốc, đi thực tập, chúng ta thực tập có lương luôn. Đó, thì chúng ta sẽ thực tập 3 tháng, vừa hưởng lương, vừa học hỏi kinh nghiệm là ngay cái học kỳ đầu tiên. Chứ không phải là chúng ta phải chờ năm 3, năm 4 chúng ta mới kiến tập thực tập. Cái việc kiến tập thực tập đó là chắc chắn năm 3, năm 4 là các bạn phải hoàn thành. Nhưng ngay học kỳ đầu tiên là các nhóm ngành dịch vụ là các bạn đã được gửi đi để các bạn trải nghiệm ngay từ đầu. Thêm một cái nữa bạn, là cái tố chất mà liên quan tới nhóm ngành dịch vụ. Thì đây là cái nhóm ngành mà các bạn phải phục vụ. Và ở đây thì cũng chia sẻ thêm chút xíu là cái công việc này nó đòi hỏi các bạn phải sức khỏe. Cái thứ hai là bạn phải đi sớm về trễ. Và song song đó thì có một số nhà hàng khách sạn thì các bạn phải làm việc theo ca. Thì nó sẽ thay đổi cái nhịp sống của bạn nữa. Thì về cái mặt trái của cái nghề thì các bạn cũng phải tìm hiểu thật kỹ để chúng ta nắm rõ hơn. Song song đó thì về cái tố chất là đòi hỏi các bạn phải nhảy bén nè, năng động nè, hoạt bát nè. Các bạn phải là cái người nắm bắt được cái tâm lý của khách hàng. Các bạn thích đi đây đi đó, thích giao tiếp nhiều người. Thì đó là cái tố chất mà các bạn phù hợp với nhóm ngành này. Thì những bạn nào mà chúng ta thấy là chúng ta có tố chất, đam mê với nghề thì các bạn mạnh dạn các bạn có thể lựa chọn. Về cái kỹ năng thì song song với lại cái việc học thì trong cái chương trình học thì trường đều có khoảng hơn 10 môn kỹ năng để bổ sung cho bạn để rèn luyện. Và song song đó thì trường cũng có các câu lạc bộ học thuật, các cái cuộc thi để cho các bạn có thể trải nghiệm và các bạn có thể rèn luyện thêm cái kỹ năng thông qua các câu lạc bộ cũng như là các cái cuộc thi này. Về cái mức học phí thì đối với nhóm ngành dịch vụ này thì cái mức học phí tại trường thì dao động là từ 16 tới 17 triệu cho một học kỳ, kéo dài 5 tháng. Và một năm thì các bạn sẽ có hai cái học kỳ chính, là bắt đầu từ 5 tháng 9 và kết thúc vào cuối tháng 1. Và học kỳ 2 thì sẽ bắt đầu là từ học kỳ 2 tới 15 tháng 7. Đó là hai cái học kỳ chính để các bạn có thể tham khảo về cái mức học phí. Cảm ơn câu hỏi của em.
Xin được cảm ơn Thạc sĩ Lý Quốc Huy đã vừa chia sẻ những thông tin với các bạn khán giả, các bạn học sinh. Và thưa quý vị, tiếp theo là một câu hỏi nữa của một bạn học sinh đến từ trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Trà Vinh, bạn Hiếu Liên, có số điện thoại cuối là 546. Bạn gửi câu hỏi về cho chương trình. Bạn hỏi rằng là em quan tâm ngành marketing của trường Đại học Kinh tế Luật. Ngành này thì đào tạo có chứng chỉ. Xin lỗi, bạn hỏi rằng là ngành này đầu vào có cần chứng chỉ tiếng Anh như là IELTS hay không? Bạn đăng ký cả hai phương thức xét tuyển bằng điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và đánh giá năng lực thì có được hay không? Và với câu hỏi của bạn Hiếu Liên thì có lẽ là xin mời bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa. Chào em. Thì hiện nay một số ngành tại một số trường thành viên Đại Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh khi học sinh trúng tuyển đầu vào thì có yêu cầu cái ngưỡng ngưỡng về năng lực ngoại ngữ đầu vào. Ví dụ như đối với một số chương trình tài năng, một số chương trình tương tiến, những cái chương trình hợp tác với nước ngoài có giải dạy bằng tiếng Anh thì có yêu cầu học sinh phải đạt tiếng Anh đầu vào ở một cái mức độ nhất định, ví dụ IELTS 5 chấm hoặc là TOEIC bao nhiêu điểm, thì các em cần xem cái điều kiện tuyển sinh của ngành mà các em muốn đăng ký xét tuyển ngay từ ban đầu. Nhân câu hỏi này thì chúng tôi cũng muốn thêm một số thông tin. Ví dụ hiện nay trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì Bộ Giáo dục Đào tạo trong quy chế thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng cho phép các thí sinh, các học sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khi dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì có thể được miễn thi bài thi ngoại ngữ và khi xét tốt nghiệp thì được gán cho 10 điểm. Tuy nhiên hiện nay khi xét tuyển trong các tổ hợp môn có tiếng Anh, có điểm tiếng Anh thì nhiều trường cũng vẫn yêu cầu học sinh phải có điểm tiếng Anh. Thì trong trường hợp này, thí sinh cần đăng ký dự thi bài thi tiếng Anh. Mặc dù được khi xét tốt nghiệp được gán cho 10 điểm, nhưng mà khi dự thi thì các em cũng sẽ có điểm để dùng điểm này để xét tuyển vào các trường đại học có yêu cầu về tiếng Anh. Về việc mà xét tuyển vào các trường đại học nói chung và các trường thành viên Đại Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng bằng nhiều phương thức, trong đó hai phương thức chủ yếu mà lúc trước tôi có đề cập đến, đó là phương thức dùng điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và đồng thời dự thi thêm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện nay là đây là hai phương thức đăng ký dự thi hoàn toàn độc lập và xét tuyển cũng hoàn toàn độc lập. Như vậy nếu em đăng ký cả hai phương thức này, nếu em dự thi và có đủ điều kiện để xét trúng tuyển cả hai phương thức này thì em hoàn toàn có thể đăng ký dự thi, được đăng ký xét tuyển và có thể trúng tuyển theo cả hai phương thức. Tuy nhiên thì cuối cùng thì em phải chọn một phương thức để làm thủ tục nhập học. Do vậy thì đối với các thí sinh mà tham dự nhiều phương thức xét tuyển của các trường đại học thì các em phải chọn một phương thức để xác nhận nhập học và theo cái phương thức trúng tuyển này. Xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa. Và kính thưa tất cả quý vị, tiếp theo là câu hỏi của bạn Hồng Sơn đến từ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thái Bường gửi về cho chương trình. Thưa Thạc sĩ Trần Phán Lịnh, ở tại trường Đại học Hùng Vương của chúng ta thì có đào tạo ngành ngôn ngữ Anh không ạ? Dạ, xin kính chào quý khán giả, xin kính chào các học sinh thân mến. Hiện tại thì trường khối ngành ngôn ngữ của Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh là có đào tạo về ngành ngôn ngữ Anh. Thì ngành ngôn ngữ Anh là cũng là một trong những ngành mà có truyền thống đào tạo lâu đời của trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì hàng năm thì cũng thu hút rất là nhiều các em đăng ký xét tuyển. Dạ. Dạ. Bởi vì bạn Hồng Sơn của chúng ta gửi câu hỏi về cho chương trình và bạn dạ. Hồng Sơn hỏi rằng là cách tính điểm khi mà xét học bạ của trường Đại học Hùng Vương như thế nào ạ? Dạ, thì xin phép trả lời cùng quý khán giả và cùng em như thế này. Thì cách xét tuyển học theo phương thức học bạ của ngành ngôn ngữ Anh thì hiện tại em có kết quả của trung bình học kỳ 1 của năm lớp 12, thì nhà trường không xét theo phương thức học bạ, thì nhà trường không xét theo tổ hợp, mà nhà trường xét dựa vào kết quả trung bình của học kỳ 1 hoặc là trung bình cả năm lớp 12. Thì điều kiện các em chỉ cần trung bình của học kỳ 1 các em từ 5 chấm trở lên là các em đủ điều kiện. Điều kiện này thì em đã đủ và em cứ truy cập vào trang web của nhà trường hoặc là em like fanpage để thầy cô hướng dẫn. Và cái thao tác thì cũng rất là đơn giản, chỉ cần em chụp hình lại cái kết quả học kỳ 1 của mình và các em gửi kèm khi mà đăng ký online tại trang web của nhà trường. Rồi sau đó nhà trường sẽ, đó là chỉ bước đăng ký thôi. Còn để trúng tuyển thì nhà trường sẽ có thư phản hồi và có điều kiện trúng tuyển như thế nào. Hoặc là ít nhất là tối thiểu em phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó, thì những cái
cụ thể thì nhà trường sẽ là trao đổi và sẽ liên lạc và sẽ thông tin đến em rất là cụ thể, cặn kẽ. Và điều nổi bật nữa là ngành ngữ Anh thì đối với nhà trường hiện nay là rất là chú trọng đến chất lượng giảng dạy. Thì ngay cả từ năm thứ nhất các em vào nhập học thì các em đã tiếp xúc ngay với chương trình giảng dạy là có giảng viên người bản xứ, tức là người Anh, đó, để rèn luyện kỹ năng. Và cũng có rất là nhiều câu lạc bộ, đội nhóm để trau dồi cái kỹ năng tiếng Anh. Cho nên là khi mà tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh trường Vương thì các em có thể làm việc được cũng rất là nhiều bộ phận. Cho nên có thể là các em yên tâm về cơ hội việc làm và chất lượng giảng dạy của trường Đại học Hùng Vương TP.HCM. Xin thông tin đến em. Dạ, xin được cảm ơn những thông tin của Thạc sĩ Trần Phán Lịnh. Thưa tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, trên livestream fanpage của Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có nhận được hai câu hỏi của hai bạn học sinh. Đầu tiên là câu hỏi của bạn Thế Bảo, bạn hỏi rằng là em muốn hỏi về chính sách học bổng của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn Ngọc Linh thì hỏi rằng là em được biết Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thì có mở nhiều ngành mới, em muốn biết thêm một số thông tin chi tiết. Thì với hai câu hỏi này thì xin mời tiến sĩ cùng chia sẻ cùng với quý vị khán giả cũng như là hai bạn học sinh của chúng ta, Thế Bảo và Ngọc Linh. Chào Thế Bảo và Ngọc Linh. Thì ở câu hỏi thứ nhất của bạn Thế Bảo thì về cái chính sách học bổng thì hồi nãy thầy vừa nói rồi. Tức là chính sách học bổng nhà trường thì rất nhiều loại và nó có riêng cái học bổng mà dành cho khuyến khích học tập á, thì nó tương ứng với học phí các em phải đóng, tức là mà top 5% thì 100% học phí, rồi tương tự các top tiếp theo là từ 70%, 50% và 30% và tổng 30% sinh viên toàn trường được cấp học bổng này. Và cái quỹ học bổng của năm 2020-21 dự kiến là khoảng 35 tỷ. Ngoài ra thì có những học bổng doanh nghiệp tài trợ, rồi học bổng khuyến khích học tập, học bổng dành cho gia đình khó khăn, rồi học bổng dành cho quỹ khởi nghiệp vân vân. Cái ý thứ hai là về các cái ngành mới thì năm 2020 thì Trường Đại học Công nghiệp riêng bậc đại học là chúng tôi tuyển 43 ngành và chuyên ngành. Trong đó tất cả gồm các cái khối ngành, tất cả ngành của khối kinh tế, tất cả các ngành của khối công nghệ kỹ thuật, rồi nhóm ngành về xây dựng, về luật, về ngôn ngữ Anh. Chỉ có không đào tạo khối ngành sức khỏe và sư phạm thì chúng tôi không đào tạo thôi. Còn hầu hết những ngành mà đáp ứng cái nhu cầu phát triển xã hội thì nhà trường đào tạo. Và hầu hết thì các ngành trước đây thì nhà trường đã có thế mạnh đào tạo từ lắc đau đời rồi. Riêng trong năm 2020 thì có hai ngành và một chuyên ngành mới, đó là cái ngành khoa học dữ liệu thuộc nhóm ngành công nghệ thông tin, và ngành thứ hai là ngành IoT và trí tuệ nhân tạo thuộc nhóm ngành kết hợp giữa công nghệ thông tin và điều khiển tự động hóa, và một cái chuyên ngành nữa là cái chuyên ngành năng lượng tái tạo. Thì như chúng ta biết thì theo cái dự thảo quy chế tuyển sinh của Bộ đó, thì đối với ngành mới đó, thì chúng ta chỉ được tối đa là 50 chỉ tiêu cho một ngành thôi. Cho dù năng lực nhà trường đào tạo thế nào đi nữa thì cũng như vậy. Cho nên là những cái ngành mới thì các em cũng hết sức lưu ý khi chúng ta xét tuyển, và chúng ta nên tìm hiểu kỹ để chúng ta có cơ hội trúng tuyển vào các cái ngành này. Cũng nói thêm tí là tất cả các ngành của Trường Đại học Công nghiệp Đào tạo thì đã và đang được kiểm định theo các cái chuẩn của khu vực, tức là UNQA, và chuẩn quốc của Mỹ, tức là APES. Hiện nay chúng tôi đã có 8 chương trình đã được kiểm định. Rồi năm 2020 này chúng tôi sẽ kiểm định 6 chương trình dành cho APES và 4 chương trình dạy UNQA. Và mục tiêu nhà trường là đến năm 2023 thì tất cả 43 ngành chuyên ngành của chúng tôi sẽ được kiểm định. Và lúc đó thì sinh viên tốt nghiệp thì gắn bằng trên bằng tốt nghiệp, và chúng tôi ghi hẳn là chương trình đã được kiểm định tương ứng, ví dụ kiểm định IBET hay UNQA luôn trên cái bằng tốt nghiệp. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân với những chia sẻ vừa rồi. Và kính thưa tất cả quý vị, từ trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Trà Vinh thì bạn Thu Nguyên có các số điện thoại cuối là 9387 có câu hỏi gửi cho các thầy trong ban tư vấn như thế này. Là đối với kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì bất cứ học sinh nào cũng có thể thi hay là chỉ có những học sinh được trường Trung học Phổ thông của mình cho phép mới được thi? Thì với câu hỏi của Thu Nguyên thì xin mời Thu Nguyên cũng như là các bạn học sinh, quý vị khán giả cùng lắng nghe qua những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa. Chào em. Thì hiện nay cái quy định về đăng ký dự thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng rất rõ ràng. Tất cả các học sinh đang học lớp 12 hoặc là đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ những năm trước hoàn toàn có thể đăng ký dự thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Các em có thể làm các thủ tục đăng ký ở trên mạng internet tại cổng thông tin của Đại học Quốc gia hoặc của các trường học thành viên. Hiện nay thì như đã nói trong phần đầu thì
chúng tôi đã ghi nhận được đến thời điểm này có khoảng gần 300 học sinh tỉnh Trà Vinh đã đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực, trong đó chủ yếu là gần 150 học sinh của trường trung học chuyên Nguyễn Thiện Thành. Chúng tôi cũng lưu ý là khi mà đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia thì trong đợt 1 dự kiến sẽ tổ chức thi vào ngày 31 tháng 5 sắp tới, và thời gian đăng ký hiện nay vẫn còn kéo dài đến ngày 24 tháng 4 năm 2020. Thì trong đợt 1 này sẽ có 5 cụm thi tại 5 địa điểm. Trong đó thì trong cái danh sách vừa rồi chúng tôi ghi nhận là phần lớn học sinh của tỉnh Trà Vinh khi đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đều chọn cụm thi tại Bến Tre để các em dự thi, thì có lẽ là do địa điểm này gần hơn. Tuy nhiên trên thực tế thì khi đăng ký dự thi thì các em hoàn toàn có thể chọn cụm thi, và như tôi mới vừa nói thì ngày thi của đợt 1 dự kiến là ngày 31 tháng 5. Sau khi thi xong thì khoảng 2 tuần các em sẽ có kết quả điểm thi của kỳ thi đánh giá năng lực, và để chờ cho cái việc mà xét tuyển cho các trường thành viên đại quốc gia cũng như là cho các trường đại học có dùng chung kết quả xét tuyển thì vào khoảng tháng 6 hoặc là muộn hơn là tháng 7 do lịch thi trung học phổ thông quốc gia cũng đã dời, thì các em sẽ bắt đầu đăng ký xét tuyển, và khi đó thì em có thể dùng kết quả thi của đợt 1 hoặc là kết quả thi của đợt 2 nếu kết quả thi đợt 2 cao hơn để dùng để xét tuyển vào các trường đại học. Xin được cảm ơn những thông tin được chia sẻ từ tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, đến thời điểm hiện tại thì thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0909 430 902 và 0903 870 779 thì chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi của các bạn học sinh gửi về cho chương trình. Và bên cạnh đó thì thông qua livestream của Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng nhận được sự quan tâm của các bạn học sinh gửi về để tìm hiểu về các ngành đang được đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH và Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì chương trình tư vấn của chúng ta ngày hôm nay thì thời lượng của phần 1 có hạn. Do vậy nên các bạn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các ngành nghề đang đào tạo tại các trường thì các bạn hãy truy cập vào website của các trường đại học hoặc là số điện thoại đường dây nóng, hoặc là các bạn cũng có thể truy cập vào website của Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ là www.giaoduc.edu.vn. Và đến đây thì thời lượng dành cho phần 1 của chương trình thì cũng đã không còn. Xin được cảm ơn các thầy đã tham gia trong chương trình phần 1 ngày hôm nay.